VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Anh đã hát lên từng bài nhạc ngày xưa và bài ca cuốn lấy trái tim của những người con gái mộng mơ không bơ phờ. Khi về quanh anh là những đôi mắt nhìn theo hò reo, cũng vì chặng đường tương lai mà mình phải chia hai, nọc thêm khoảng một hai chai, tâm sự cùng cái mai. Và đến khi anh cất lời là giấc mơ mang cả đời. Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa, khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương. Tình yêu này có thật đáng thương. Ở phía dưới ngọn đèn có gà khờ đang hang, nhìn cười nhìn trong lòng ta nát, mơ đi người rất quan trọng. Có lẽ vì quá tham vọng không thấy vui trong lòng. Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng, anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son. Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, giữ tay em, níu tay em lâu hơn một chút để anh ổn định cảm xúc. Có lẽ đến lúc chạm giữ kết thúc thật rồi, ký ức lại triệu hồi nỗi đau. Ăn vạn tình tu ngoài kia rồi theo, bao lòng tin nhỏ nhói trong veo. Sao lại không thể giống như lời ca kia mong cầu, như thế sao lại không thể giống sự tự cao và kiêu ngạo trên sân khấu. Đoạn đường rồi bỏ mấy anh đi vần, làm điều anh tin ta thì chẳng còn gì nữa. Tôi anh tên nhận là ngay em đi, sự thật làm anh suy vần. Và dù anh cũng đã quen dần với cuộc sống ở phía sau những ánh đèn, nhưng vẫn chưa quen được một cảm giác trong vắng như ngày thiếu em. Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, đưa tay em, giữ tay em thôi một chút để anh ổn định cảm xúc. Có lẽ đến lúc chạm giữ kết thúc thật rồi, ký ức lại triệu hồi nỗi đau. Và ngọn đèn kia sáng rực lên, dọi đường đưa anh tìm đến một khoảng trời thật mãi nhưng chẳng có em. Anh có làm gì sai mà phải xa hãi và như là bàn tán. Chỉ có thể là boss, anh cô bé mới chơi được golf fan. Không phải anh thương hẳn để khi hãy em buồn lại trong ngôi đi. Hãy trả lời anh đi, liệu có hy vọng để có thể ôm lấy nhau người ơi. Ừ thì thôi. Trái tim của những người con gái mộng mơ không bơ phờ. Khi về quanh anh là những đôi mắt nhìn theo hò reo, cũng vì chặng đường tương lai mà mình phải chia hai, nọc thêm khoảng một hai chai, tâm sự cùng cái mai. Và đến khi anh cất lời là giấc mơ mang cả đời. Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa, khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương. Tình yêu này có thật đáng thương.
dưới ngọn đèn có gà khờ đang hát. Nhìn cười nhìn trong lòng ta nát, mơ đi người rất quan trọng, có lẽ vì quá tham vọng. Không thấy vui trong lòng, anh nhớ góc tối ở trong căn phòng, anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son. Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, giữ tay em, níu tay em lâu hơn một chút để anh ổn định cảm xúc. Có lẽ đến lúc chạm dứt kết thúc thật rồi, ký ức lại triệu hồi nỗi đau. Hẹn vạn tình tu ngoài kia rồi theo, bao lòng tin nhỏ nhói trong veo. Sao lại không thể giống như lời ca kia mong cầu, như thế sao lại không thể giống sự tự cao và kiêu ngạo trên sân khấu. Đoạn đường rồi bỏ mẹ anh đi vần, làm điều anh tin ta thì chẳng còn gì nữa. Tội anh tên nhận là ngay em đi, sự thật làm anh suy vần. Dù anh cũng đã quen dần với cuộc sống ở phía sau những ánh đèn, nhưng vẫn chưa quen được một cảm giác trong vắng như ngày thiếu em. Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, níu tay em, giữ tay em thôi một chút để anh ổn định cảm xúc. Có lẽ đến lúc chạm giữ kết thúc thật rồi, ký ức lại triệu hồi nỗi đau. Và ngọn đèn kia sáng rực lên, dọi đường đưa anh tìm đến một khoảng trời thật mãi nhưng chẳng có em. Anh có làm gì sai mà phải sợ hãi và như là bàn tán, chỉ có thể là boss. Anh cũng bê mới cho được cool fan. Không phải anh thương anh đến khi hãy em buồn là chẳng ngồi đi. Hãy trả lời anh đi, liệu có hy vọng để có thể ôm lấy nhau người ơi. Ừ thì thôi. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Bon cha vi ô long đào mới ngon đào mong.